để được chứng nhận diệt virus SARS-CoV-2 trong 10 giây, giúp phòng bệnh mùa dịch. Kính chào quý vị, hôm nay thứ Năm ngày 31 tháng 3 năm 2022. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm qua, tại trụ sở Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã công bố và trao quyết định Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà báo Trần Trọng Dũng sinh năm 1961, quê quán tỉnh Quảng Trị, trình độ Đại học An ninh, thạc sĩ luật, cử nhân báo chí, cao cấp lý luận chính trị. Đồng chí nguyên là tổng biên tập báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, cấp bậc đại tá, nguyên phó chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 8. Hiện đồng chí là phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh, chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Hà Lan Thành phố Hồ Chí Minh. Thể hiện sự trân trọng và ghi nhận đối với những đóng góp, tinh thần làm việc đầy trách nhiệm trong 23 năm qua đối với sự nghiệp phát triển báo chí, Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam quyết định trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí cho nhà báo Trần Trọng Dũng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dành lời cảm ơn đến những đóng góp của các nguyên Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đồng thời chúc mừng nhà báo Trần Trọng Dũng đảm nhiệm vị trí mới. Chúng tôi tin tưởng rằng cái ban lãnh đạo mới của Hội Nhà báo Việt Nam, trong đó có đồng chí Trần Trọng Dũng, sau khi được phân công phụ trách khu vực miền Nam thì sẽ đi theo đúng cái định hướng của nghị quyết và các cái văn kiện của Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam trong cái nhiệm kỳ tới, đó là xây dựng công tác hội phải đoàn kết kỷ cương, đổi mới sáng tạo, chuyên nghiệp và nhân văn. Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê đánh giá, việc được phân công làm Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí là sự đúc kết khá toàn diện đối với những đóng góp của nhà báo Trần Trọng Dũng. Với những kinh nghiệm đã tích lũy được, đồng chí tin tưởng nhà báo Trần Trọng Dũng sẽ có những đóng góp tích cực cho vị trí mới. Nhận nhiệm vụ, nhà báo Trần Trọng Dũng cho biết rất xúc động khi được phân công làm Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam và đón nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí. Ông mong muốn các lãnh đạo, đồng nghiệp sẽ hỗ trợ trong nhiệm kỳ này để xây dựng Hội Nhà báo Việt Nam thành ngôi nhà chung cho những người làm báo, đồng thời sẽ tận tâm, tận lực kết nối Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương, tạo sức bật mới cho Hội Nhà báo Việt Nam thời gian tới. Sau lễ công bố và trao quyết định, đồng chí Lê Quốc Minh đã có báo cáo chuyên đề về chuyển đổi số trong báo chí. Tổng cục Thống kê cho biết, tháng 3 năm 2022, ước tính cả nước xuất siêu 1,39 tỷ đô la Mỹ, tính chung cả quý 1, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 809 triệu đô la Mỹ. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 25,2 tỷ đô la Mỹ. Để thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa trong thời gian tới, Bộ Công Thương lưu ý các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu cần áp dụng các biện pháp phòng ngừa rủi ro khi giao kết hợp đồng với khách hàng nước ngoài, cân nhắc thấu đáo trong lựa chọn các ngân hàng thanh toán. Chương trình canh tác lúa thông minh vụ đông xuân năm 2021-2022 đã được Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền phối hợp thực hiện từ tháng 10 năm 2021 với quy mô 24 mô hình trên 13 tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây cũng là chương trình canh tác lúa thông minh lớn nhất được triển khai từ trước đến nay. Và khi tình hình giá vật tư nông nghiệp tăng cao, giá lúa giảm và thời tiết dịch bệnh trong vụ đông xuân vừa qua diễn biến bất lợi cho canh tác lúa, thì 24 mô hình đều đạt được hiệu quả rất tốt. Bà con nông dân trong mô hình đã mạnh dạn ứng dụng nhiều giải pháp canh tác trong quy trình canh tác lúa thông minh vào đồng ruộng, trong đó áp dụng các phương pháp gieo xạ bằng cơ giới như xạ cụm, cấy, xạ hàng giúp tiết giảm lượng giống bình quân xuống còn 75,7 kg trên hecta so với sản xuất đại trà hiện nay khoảng 150 kg trên hecta. Ngoài ra để giảm giống hiệu quả, bà con nông dân đã chú trọng khâu làm đất, có biện pháp xử lý các độc chất trong đất, từ đó giúp giảm chi phí canh tác, góp phần tăng lợi nhuận,
cũng như giảm số lần phun thuốc để bảo vệ môi trường và tạo ra sản phẩm lúa gạo an toàn hơn. Năng suất tối ưu bình quân tại 24 mô hình tăng 870 kg trên hecta, từ đó giúp lợi nhuận cũng tăng thêm trên 5,2 triệu đồng trên hecta. Nằm trong chương trình hợp tác, ngoài việc cung ứng miễn phí phân bón đầu trâu cho các mô hình, tính đến hết vụ đông xuân vừa qua, công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã đầu tư lắp đặt 22 trạm quan trắc nước mặn và một trạm giám sát sâu rầy cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đây sẽ là hệ thống cơ sở dữ liệu tức thì giúp bà con nông dân có các thông tin kịp thời về tình hình sâu bệnh, hạn mặn, để từ đó có quyết định trong việc canh tác, hướng đến việc canh tác nông nghiệp một cách thông minh. Vụ đông xuân năm 22 này tại giá phân cao quá, áp lực cũng lo sợ mà không có lời. Nhưng mà công ty Bình Điền xuống kêu vào tham gia chương trình xã cụm, cái lượng giống được giảm được phần nửa, rồi lượng phân thì rải ít hơn mẫu cỡ 2 bao. Mà tới giờ phút này thấy cái lúa nó cây lúa khỏe mạnh, chống luôn ngã mình thấy cái màu trúng dữ, năng suất sẽ vượt hơn mọi năm. Có thể nói là phân bón giảm hơn nhưng mà vẫn duy trì được năng suất nhưng mà lời nhiều hơn. Rồi có những cái chúng ta tăng phân thì lại nó lại cũng tiếp tục tăng năng suất và tăng lợi nhuận. Có nghĩa là nói là tùy thuộc vào mỗi một cái vùng sinh thái mà nó có những cái gọi là cái công thức phân cho nó phù hợp. So với cái canh tác tập quán thường năm của tôi thì tôi có thể là hơn cỡ khoảng 3,5 triệu trên hectare. Không những vụ hè thu tới và có thể những năm tiếp theo. Và Bình Điền vẫn tiếp tục cùng với các nhà khoa học, cùng với lại các cơ quan chức năng của địa phương cũng như là trung ương tiếp tục thực hiện cái chương trình canh tác thông minh, có thể ở đối tượng trên lúa hoặc một số cây trồng khác, cũng như là mở rộng ra vùng miền, ví dụ như cả về phía Bắc cũng như là ở miền Trung. Trong vụ hè thu năm 2022, chương trình canh tác lúa thông minh sẽ tiếp tục duy trì thực hiện mô hình tại 24 điểm đã thực hiện, đồng thời bổ sung thêm 2 mô hình tại U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang và Thạnh Hóa, tỉnh Long An, khu vực đất xám. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư ấp 6A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Đây là khu dân cư đông đúc với mật độ gần 100.000 người. Phần lớn các nhà dân xây liền kề, bố trí một cửa và kết hợp kinh doanh. Tình huống giả định vụ cháy xảy ra do mưa dông sét đánh tác động lên hệ thống điện, làm phát sinh tia lửa bắt trúng vật liệu dễ cháy. Khói và lửa bùng phát mạnh từ các dãy nhà liền kề tạo thành đám cháy lớn, khiến 100 người bị mắc kẹt với lượng khói, khí độc nguy hiểm. Có mặt tại hiện trường, hàng trăm cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cùng nhiều xe chữa cháy và thiết bị tập trung bố trí tiếp cận, xử lý đám cháy từ mọi hướng. 20 cán bộ y tế cũng được huy động để cấp cứu và đưa người gặp nạn ra ngoài an toàn. Ba diễn tập đã giúp cho lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ nêu cao ý thức trách nhiệm về công tác phòng cháy chữa cháy, sử dụng thành thạo các cái phương tiện chữa cháy được trang bị, phát huy tốt cái phương châm 4 tại chỗ về công tác phòng cháy chữa cháy, chủ động xử lý các tình huống cháy nổ xảy ra ở trên khu dân cư, nắm chắc đặc điểm tình hình cơ sở, giao thông, nguồn nước, tính chất cháy nổ, chủ động phối hợp với các đơn vị xử lý đồng bộ hiệu quả, góp phần tích cực trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trong tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài thì việc nâng cao cảnh giác về phòng chống cháy nổ tại hộ gia đình là rất quan trọng để phòng ngừa những tình huống có thể xảy ra. Mời quý vị theo dõi phần điểm báo. Nhiều doanh nghiệp trả lương thực tế cao hơn mức lương tối thiểu vùng khoảng 30%, song có không ít doanh nghiệp chi trả bằng hoặc nhỉnh hơn một chút đỉnh với lương tối thiểu vùng. Thực trạng này được báo Người Lao Động nêu lên trong số ra sáng nay. Theo ông Tạ Văn Dưỡng, trưởng ban chính sách pháp luật, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết, việc xác định được mức sống tối thiểu hiện nay là rất khó, vì bên cạnh nhu cầu về lương thực thực phẩm, thì giá trị nhu cầu về tinh thần của người lao động cũng rất lớn, như nhà cửa, con cái, học hành, vui chơi giải trí. Vì vậy, hiện tại mức lương tối thiểu vùng chưa đáp ứng mức sống tối thiểu, phải tăng từ 15 đến 20% nữa mới đáp ứng được mức sống tối thiểu. Cũng liên quan đến người lao động, báo Tuổi Trẻ đưa tin khoảng 3,4 triệu người sẽ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà từ gói 6.600 tỷ đồng. Đó là thông tin nổi bật được đưa ra trong họp báo thông tin về quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động gói 6.600 tỷ đồng vào chiều ngày 30 tháng 3. Theo quyết định 08, người lao động đang làm việc nhận hỗ trợ 500.000 đồng một người một tháng, tối đa 3 tháng. Mức hỗ trợ đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động là 1 triệu đồng một người một tháng, tối đa 3 tháng.
Nhu cầu nhà ở xã hội, nhà ở dành cho công nhân, người lao động thu nhập thấp trên thực tế rất lớn. Để giải quyết nhu cầu này, Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các địa phương tập trung nhiều giải pháp phát triển nhà ở để hiện thực hóa ước mơ của công nhân, người lao động. Báo Sài Gòn Giải Phóng thông tin. Hiện Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố giai đoạn năm 2021-2025, dự kiến tăng ít nhất 50 triệu mét vuông diện tích sàn nhà ở. Trong đó, nhà ở xã hội tăng khoảng 2,5 triệu mét vuông diện tích nhà ở xã hội cho thuê, phấn đấu đạt tối thiểu 500.000 mét vuông sàn, chiếm 20% diện tích nhà ở xã hội. Diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội khoảng 173,5 hectare. Riêng năm 2022, nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tăng 46.300 mét vuông sàn xây dựng với nhu cầu đầu tư 698 tỷ đồng. Sau đây là chuyên mục Nhìn ra thế giới. Thưa quý vị, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã và đang gãy giá than, dầu và khí đốt tăng mạnh. Việc phương Tây liên tiếp áp đặt các lệnh trừng phạt Nga cùng với động thái mới đây là Mỹ và Anh quyết định cấm nhập khẩu dầu khí của Nga được cho là có thể làm giảm đáng kể nguồn cung dầu của Nga vào thị trường toàn cầu, từ đó đẩy giá lên cao. Châu Âu, các quốc gia phụ thuộc nhiều hơn vào dầu Nga, đến nay vẫn chưa đưa ra lệnh trừng phạt nhắm vào ngành năng lượng Nga. Tuy nhiên, trước tiếng nói ngày một gia tăng đòi châu Âu chặn nhập khẩu năng lượng từ Nga, chính phủ nhiều nước trong khu vực đang tìm kiếm giải pháp thay thế. Hôm nay tôi thông báo Mỹ sẽ nhắm vào huyết mạch chính của nền kinh tế Nga. Chúng ta sẽ cấm tất cả mọi hoạt động nhập khẩu dầu khí và năng lượng của Nga. Đây là một động thái có sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng trong Quốc hội. Chúng ta sẽ chấm dứt sự phụ thuộc này nhanh nhất có thể. Nhưng nếu làm việc đó trong ngày 1, ngày 2, sẽ đẩy nước Đức và cả châu Âu vào cuộc suy thoái. Hàng trăm ngàn việc làm sẽ gặp rủi ro. Toàn bộ các ngành công nghiệp sẽ trên bờ vực. Không thể nhanh chóng thay thế khối lượng dầu của Nga trên thị trường châu Âu sẽ mất hơn một năm, và người tiêu dùng châu Âu sẽ phải mua với giá đắt hơn nhiều. Trong kịch bản này, họ sẽ là nạn nhân chính. Kính thưa quý vị, cuộc chiến ở Ukraine ngày càng ảnh hưởng rõ hơn đối với đời sống kinh tế xã hội châu Âu. Không chỉ là hình ảnh dòng người lánh nạn từ Ukraine đổ sang các nước láng giềng, mà tình trạng giá năng lượng liên tục leo lên những nấc thang mới đã làm đảo lộn cuộc sống của người dân lục địa già, vốn đã quen với sự ổn định về các dịch vụ thiết yếu. Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu-EU tuần qua được đánh giá là tia hy vọng để EU giải quyết bài toán nguồn cung năng lượng trong khối. Thế nhưng kết quả lại không như mong đợi, thậm chí còn phơi bày rõ sự chia rẽ mạnh mẽ của các nước thành viên EU trong vấn đề này. Tại cuộc họp thượng đỉnh Liên minh châu Âu ngày 24 tháng 3, các nhà lãnh đạo EU chia rẽ về việc liệu có tiến hành động thái mạnh mẽ tiếp theo như cấm nhập khẩu năng lượng của Nga hay không. Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin nói rằng nếu EU tiếp tục mua dầu mỏ và khí đốt của Nga, thì bốn dòng trừng phạt mà liên minh này áp đặt lên Nga sẽ không còn hiệu quả. Chính vì vậy, bà Marin kêu gọi các nước EU cô lập nền kinh tế Nga. Cùng chung quan điểm, Thủ tướng Latvia Kristaps Karins nhận định nếu các nước EU mua năng lượng từ Nga thì đồng nghĩa đang tài trợ cho cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Trái ngược với quan điểm của các nước vùng Baltic, Ba Lan, Phần Lan, các nước vốn phụ thuộc vào dầu mỏ hay khí đốt của Nga như Hà Lan, Đức, Bỉ, Áo, Hungary cho rằng việc áp đặt lệnh cấm vận đối với năng lượng nhập khẩu của Nga sẽ có tác động tàn phá đối với nền kinh tế châu Âu. Tôi nghĩ về trừng phạt lĩnh vực năng lượng là không cần thiết. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte thì nhấn mạnh việc áp đặt các lệnh trừng phạt đối với lĩnh vực năng lượng Nga sẽ gây ra tác động cho EU lớn hơn nhiều so với Nga. Chúng tôi thảo luận về các biện pháp trừng phạt, nhưng tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ quyết định về các biện pháp trừng phạt. Đừng quên rằng gói trừng phạt được áp dụng vào thời điểm hiện tại cho đến nay là gói trừng phạt khó khăn nhất mà tôi từng thấy trong cuộc đời mình với tư cách là một chính trị gia. Trước đó, phát biểu trước Quốc hội Liên bang ngày 23 tháng 3, Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định trong ngắn hạn, nước Đức không thể loại bỏ nguồn cung cấp năng lượng từ Nga. Chúng ta sẽ chấm dứt sự phụ thuộc này nhanh nhất có thể. Nhưng nếu làm việc đó trong ngày 1, ngày 2, sẽ đẩy nước Đức và cả châu Âu vào cuộc suy thoái. Hàng trăm ngàn việc làm sẽ gặp rủi ro. Toàn bộ các ngành công nghiệp sẽ trên bờ vực. Về tổng thể, 27% lượng dầu mỏ và 40% lượng khí đốt tiêu dùng tại châu Âu là nhập khẩu từ Nga.
nếu như Đan Mạch, Thụy Điển, Ireland, Áo, Croatia hoàn toàn không cần nguồn cung này, thì có những nước như Litva, Estonia, Romania, Slovenia, Bulgaria phụ thuộc 100%, hoặc Đức, Ba Lan, Phần Lan, Cộng hòa Séc, Hungary phải nhập khẩu trên 50%. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden được cho là đang gây sức ép buộc các nước châu Âu hành động theo Mỹ và Anh trong việc cấm vận dầu mỏ và khí đốt từ Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng châu Âu sẽ khó có thể lập tức hành động giống như Mỹ bởi nguồn cung dầu của Nga chỉ chiếm khoảng 8% tổng sản lượng dầu nhập khẩu của Mỹ. Sự bất đồng khiến các nước thành viên EU không thể đưa ra quyết định cuối cùng về việc dừng nhập khẩu dầu khí của Nga. Thay vào đó, các nhà lãnh đạo EU nhất trí sẽ làm việc cùng nhau về việc mua chung khí đốt trước mùa đông tới và nỗ lực lấp đầy kho chứa khí đốt như một giải pháp nhằm xây dựng vùng đệm nguồn cung khí đốt tránh phụ thuộc Nga. Để trợ giúp các quốc gia ngoài liên minh, EU cũng cho phép Ukraine, Georgia, Moldova cũng như các nước Tây Ban Căng tham gia mua khí đốt tập thể nếu có nhu cầu. Theo kế hoạch mới, EU sẽ không áp giá trần năng lượng như đề xuất trước đó, mà nỗ lực ổn định nguồn cung để giảm giá. Đây là lúc chúng ta sẽ sử dụng sức mạnh tập thể. Thay vì trả giá cao hơn và đẩy giá lên, thì chúng ta sẽ tổng hợp nhu cầu của mỗi nước. Khoảng 40% nhu cầu khí đốt tự nhiên ở châu Âu nhập khẩu từ Nga. EU đã mua khoảng 155 tỷ mét khối khí đốt vào năm 2021. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng phương thức mua hàng theo nhóm và gộp các hợp đồng dài hạn là công cụ tốt nhất để hạ giá mua nhiên liệu. Theo ông, Ủy ban châu Âu EC có thể tổng hợp tới 75% lượng khí đốt mua vào bằng cách đàm phán lại các hợp đồng hiện có hoặc ký kết các hợp đồng mới. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh tới cơ chế mua hàng tự nguyện và loại trừ các đơn đặt hàng bên ngoài EC. Theo lộ trình giảm phụ thuộc năng lượng Nga được EU thông qua, khối này đặt mục tiêu giảm 30 tỷ mét khối khí đốt nhập khẩu từ Nga ngay trong năm 2022. Trong đó, 1/3 sẽ được thay thế bằng nguồn khí đốt vận chuyển thông qua đường ống nối với các nhà cung cấp Na Uy và Azerbaijan. Phần còn lại sẽ được thay thế bằng nguồn khí hóa lỏng của Mỹ và Qatar, vận chuyển bằng đường biển. Quốc gia đầu tàu kinh tế của EU là Đức cho biết, từ nay đến giữa năm sẽ giảm một nửa lượng dầu mỏ nhập khẩu từ Nga trước khi dừng mua hoàn toàn vào cuối năm 2022. Đức cũng tuyên bố sẽ không sử dụng than đá của Nga từ mùa thu tới. Riêng với khí đốt của Nga hiện đang chiếm 55% sẽ được tiêu thụ tại Đức. Mục tiêu giảm phụ thuộc hoàn toàn sẽ khó khăn và mất nhiều thời gian hơn, với thời hạn sớm nhất đặt ra là từ giữa năm 2024. Chưa rõ liệu năng lực dự trữ của EU có đủ đáp ứng nhu cầu của các nước trong mùa đông tới hay không. Các nước EU, nhất là Đức, đang đẩy mạnh việc xây dựng các trạm dự trữ năng lượng quy mô lớn. Sau khi mua và tích trữ tập thể, EU sẽ phân bổ năng lượng cho các thành viên theo nhu cầu, một mô hình giống như họ đã từng làm với vaccine ngừa COVID-19. Quyết định trên của châu Âu được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen công bố sáng kiến hợp tác mới. Trong đó, hai bên sẽ thành lập một lực lượng đặc trách về an ninh năng lượng do đại diện của Nhà Trắng và đại diện của châu Âu điều hành. Ủy ban này sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh năng lượng cho Ukraine và EU nhằm chuẩn bị cho mùa đông tới và giai đoạn sau đó. Trong năm 2022, Mỹ cam kết cung cấp thêm cho EU 15 tỷ mét khối khí hóa lỏng và dần dần nâng lên mức 50 tỷ mét khối vào năm 2030. Theo các chuyên gia, nếu muốn giảm bớt sự phụ thuộc vào năng lượng Nga, EU cần phải đẩy mạnh nhập khẩu từ những nguồn khác và sử dụng nhiều hơn năng lượng tái tạo. Có một điều đáng lưu ý là trong khi châu Âu vội vã tìm phương án giảm phụ thuộc năng lượng dầu Nga, thì một số nước khác tận dụng cơ hội để tăng cường mua dầu và khí đốt của Nga. Theo nguồn tin của Bloomberg, các hãng lọc dầu của Trung Quốc đang âm thầm mua dầu Nga với giá rẻ sau khi ngành năng lượng Nga bị ảnh hưởng nặng nề bởi những lệnh trừng phạt trên toàn cầu. Reuters đưa tin các quan chức Ấn Độ cũng đang thảo luận với Nga về việc nhập khẩu dầu giá rẻ hơn. Đến đây thì thời lượng dành cho Nhìn ra thế giới hôm nay đã hết. Những thông tin liên quan sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin thời sự của HTV. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 30 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo tiếp tục tiến hành các đợt không kích mới nhắm vào các kho vũ khí và nhiên liệu của Ukraine.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, các máy bay Nga đã phóng tên lửa hành trình tầm xa vào một kho nhiên liệu ở miền trung Ukraine, có vai trò cung cấp nhiên liệu cho các xe bọc thép tại vùng Donbass. Bên cạnh đó, một số tên lửa hành trình Iskander cũng được bắn từ các bệ phóng di động trên mặt đất, tấn công vào hai kho vũ khí ở vùng Donetsk ở miền đông Ukraine. Trong cuộc họp báo, ông Konashenko đã bác bỏ cáo buộc của Ukraine, cho rằng Nga đã tấn công thị trấn Uman, một địa điểm hành hương Do Thái tiếp đón hàng chục ngàn người mỗi năm, đồng thời đưa ra hình ảnh mà Nga cho rằng các lực lượng Ukraine đang chuẩn bị vũ khí gần một giáo đường ở thị trấn này. Trong ngày 30 tháng 3, Nga công bố một đoạn video được cho là của một hệ thống phòng không S-300 của Ukraine bị phá hủy, nhưng hiện chưa thể xác thực các chi tiết về video này. Trong khi đó, thị trưởng Chernihiv cho biết các lực lượng Nga vẫn tiếp tục tấn công vào các mục tiêu dân sự trong thành phố, không tôn trọng cam kết giảm quy mô hoạt động quân sự đã công bố vào ngày 29 tháng 3. Hôm qua, hãng tin CNN đã trích lời người phát ngôn văn phòng Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết chưa có đột phá gì sau vòng đàm phán hòa bình thứ năm với Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ. Theo chính phủ Ukraine, Kiev và Moscow cho phép mở ra thêm nhiều hành lang nhân đạo vào ngày 30 tháng 3 theo giờ địa phương. Theo ông Peskov, cuộc đàm phán diễn ra ngày 29 tháng 3 chưa có tiến triển gì đặc biệt và không hứa hẹn điều gì. Ông cho biết trước mắt còn nhiều việc phải làm, tuy nhiên Moscow thông tin rằng phía Kiev đã đưa ra những yêu cầu cụ thể được viết thành văn bản. Cũng theo ông Peskov, ông Vladimir Medinsky, trưởng phái đoàn đàm phán Nga, dự kiến sẽ công bố chi tiết kết quả vòng đàm phán thứ 5 trong ngày 30 tháng 3. Cuộc đàm phán trực tiếp hôm 29 tháng 3 đã thảo luận về tương lai vùng Donbass, bán đảo Crimea, vấn đề an ninh và cuộc gặp có thể diễn ra giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk cho biết ngày 30 tháng 3 sẽ có 3 hành lang nhân đạo nữa từ Mariupol, Melitopol và Enerhoda. Hôm qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc họp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại tỉnh An Huy, Trung Quốc để bàn về vấn đề Ukraine và mối quan hệ song phương. Reuters cho biết Trung Quốc và Nga đồng ý mở rộng hợp tác giữa hai nước. Ngoại trưởng Bắc Kinh Vương Nghị khẳng định nước này sẵn sàng làm việc với Moscow để nâng tầm quan hệ song phương trong thời đại mới. Trong thông cáo trước đó, ông Vương ủng hộ Nga và Ukraine vượt qua khó khăn và tiếp tục các đàm phán hòa bình, cũng như hỗ trợ những nỗ lực của Nga và các bên để ngăn chặn cuộc khủng hoảng nhân đạo quy mô lớn. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai ngoại trưởng kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Theo hãng thông tấn TASS, sau cuộc họp, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân nói, hợp tác giữa Moscow và Bắc Kinh trong lĩnh vực an ninh và liên quan đến các biện pháp chống lại bá quyền trên toàn cầu là không có giới hạn. Bên cạnh đó, Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng và hỗ trợ để bình thường hóa tình hình ở Ukraine. Từ đầu tháng 4, Singapore và Malaysia sẽ cho phép toàn bộ hành khách nhập cảnh qua đường hàng không. Những người này phải tiêm ngừa vaccine COVID-19 đầy đủ. Trong khi đó, thành phố Thượng Hải của Trung Quốc lại gia tăng phong tỏa so với thông báo trước đó, trong bối cảnh số ca mắc mới tăng 1/3, mặc cho nhiều quy định nghiêm ngặt. Từ ngày 1 tháng 4, Singapore bỏ toàn bộ các quy định giới hạn nhập cảnh trước đó như làn đi lại vaccine VTL, không cần phải xin giấy thông hành vaccine. Theo quy định mới, hành khách theo đường hàng không đã tiêm ngừa đầy đủ và trẻ em dưới 12 tuổi được phép vào đảo quốc Sư Tử mà chỉ cần xét nghiệm trước khi khởi hành. Bên cạnh đó, quy định cách ly tại nhà và xét nghiệm nhanh cũng được bãi bỏ. Bộ Y tế Singapore cho biết nước này sẽ theo dõi tình hình dịch bệnh và hướng tới bỏ luôn quy định xét nghiệm trước khi khởi hành. Từ ngày 29 tháng 3, đảo quốc Sư Tử đã bỏ quy định đeo khẩu trang ngoài trời. Tương tự, tất cả hành khách đã tiêm ngừa đầy đủ nhập cảnh vào Malaysia sẽ không phải cách ly. Họ chỉ cần xét nghiệm PCR 2 ngày trước khi khởi hành và xét nghiệm nhanh 24 giờ sau khi tới nơi. Người chưa tiêm vaccine phải cách ly 5 ngày và tuân thủ nhiều quy định ở nơi công cộng. Theo Reuters, trái ngược với hai quốc gia Đông Nam Á, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc bắt đầu phong tỏa nhiều khu vực nằm ở phía tây sông Hoàng Phố sớm hơn 2 ngày so với thông báo trước đó. Hôm 28 tháng 3, chính quyền thành phố 26 triệu dân đã cho biết sẽ bắt đầu phong tỏa Thượng Hải theo hai giai đoạn, khu phía đông từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 3, còn khu phía tây từ ngày 1 đến 5 tháng 4. Reuters trích dẫn nhiều dự báo uy tín cho rằng việc phong tỏa hoàn toàn Thượng Hải sẽ khiến GDP Trung Quốc giảm 4%. Xin trở lại phần tin trong nước.
Thưa quý vị, hành trình khảo sát kết nối di sản văn hóa đường sông mang tên Về miền đất Phúc đã được nhóm nghiên cứu của khoa Văn hóa học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chuyến đi ngược dòng sông Sài Gòn hy vọng mở ra nhiều cung đường du lịch lịch sử văn hóa tại các vùng đất Bình Dương, Củ Chi và mong muốn hình thành những điểm đến mới thu hút du khách đến trải nghiệm. Xuất phát từ ga tàu thủy Bạch Đằng quận 1 hướng về phía Tây Bắc, du khách có thể lựa chọn điểm đến Củ Chi hoặc thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Khu vực này có địa hình tương đối bằng phẳng, đất phù sa cổ và đất sét chứa nhiều khoáng chất quan trọng để hình thành nghề làm gốm nên được dân gian gọi là miền đất Phúc. Điểm đến gần nhất là Thủ Dầu Một. Các thế hệ dân cư tại đây đã xây dựng nhiều thiết chế quan trọng, lưu giữ ký ức văn hóa cộng đồng, đặc biệt là các chùa, miếu, nhà thờ, trong đó miếu Thiên Hậu thu hút hàng triệu du khách mỗi năm, đặc biệt là lễ hội vào rằm tháng Giêng. Cái mật độ phân bố và cái mật độ thể hiện của các cái điểm di sản thì khá phong phú và đa dạng, gắn liền với quá trình cộng cư của nhiều cái tộc người, trong đó nổi bật có cộng đồng người Việt và cộng đồng người Hoa. Với cái mật độ phân bố di tích dày đặc và có nhiều cái giá trị hội tụ như vậy thì chúng tôi tin là chúng ta có cái chiến lược lựa chọn để khai thác những cái điểm đến làm sao cho nó tinh tế và nó hợp lý. Nó sẽ phù hợp với các cái dòng khách là thích tìm hiểu, thích khám phá và đi vào các cái câu chuyện tìm hiểu về cái đời sống văn hóa hàng ngày. Tiếp tục hành trình xa hơn đến Bến Dược, huyện Củ Chi, các bến tàu dọc sông không nhiều. Để đáp ứng nhu cầu ăn uống cho du khách giữa chuyến đi, đã có đơn vị tự đầu tư bến tàu để khai thác dịch vụ này, nhưng cũng gặp khó khăn do khách đi đường thủy rất hạn chế. Trong khi môi trường thiên nhiên, điểm đến đất thép Thành Đồng, nếu đi bằng đường thủy sẽ mang lại cho du khách cảm giác rất khác và thú vị. Những cái tên, thí dụ như Bến Đình, rồi Bến Dược, nó cũng đã phản ánh một cái văn hóa sông nước có cái chữ bến. Hoặc như là Thủ Dầu Một, thủ là cái chức danh của cái người thu thuế. Đã có ý kiến cho rằng là sẽ xây dựng ở Thành phố Hồ Chí Minh một cái Disneyland. Điều đó có thể là rất cần thiết, nhưng mà tại sao chúng ta không có một cái gọi là Waterland? Nó có thể thành ra một cái khu du lịch đặc sản của Sài Gòn. Trước mắt thì mình hãy khai thác tốt những cái gì mình đang có. Thì đó chính là hai cái điểm trung tâm, tức là Bình Dương, Thủ Dầu Một và đây Củ Chi. Thì tại những cái điểm ấy mình cần phải tôn tạo nó lên hơn nữa, phải chỉnh trang lại cái bộ mặt ở dọc đường đi. Để cho du khách khi người ta đi trên tàu ấy, thì người ta nhìn sang hai bên, người ta thấy rằng là đấy là một cái con đường đi có văn hóa, có sự đầu tư, có sự chăm sóc của cả nhà nước lẫn nhân dân. Các cái cơ sở văn hóa lịch sử, các cái địa danh của chúng ta đó vẫn còn thiếu cái hạ tầng cảng bến. Thì sắp tới đây chúng tôi sẽ kiến nghị để cho các cơ quan chức năng sẽ chú trọng hơn cái công tác mà xây dựng các cái cảng bến đáp ứng cho cái chuỗi hành trình du lịch về miền đất Phúc của chúng ta. Chứng kiến bao thăng trầm của lịch sử, sông Sài Gòn ngày đêm vẫn miệt mài mang nước và phù sa tạo phúc cho làng xóm phố thị đôi bờ. Hơn bao giờ hết, dòng sông này cần được đánh thức để hòa cùng nhịp sống hối hả của thời đại, để người dân và du khách được trải nghiệm những di sản quý giá của miền đất Phúc. Để đáp ứng nhu cầu tăng cao của hành khách dịp cao điểm hè và nghỉ lễ sắp tới, các hãng hàng không sẽ tăng tải trên các đường bay nội địa và quốc tế. Cụ thể, về nội địa, dịp Dỗ Tổ Hùng Vương từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 4, Vietnam Airlines và Vasco cung ứng gần 1.400 chuyến bay với trên 266.000 ghế, tăng 10% so với dịp Dỗ Tổ năm 2019, thời điểm trước khi dịch COVID-19 xảy ra. Pacific Airlines khai thác gần 200 chuyến bay với gần 37.000 ghế, góp phần đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của hành khách. Lịch bay được triển khai đa dạng với nhiều chuyến bay vào các khung giờ khác nhau, từ đó sẽ có nhiều lựa chọn về giá vé cho hành khách. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau, cũng trong khung giờ từ 6 giờ đến 6 giờ 30 trên kênh HTV9. Kính chào tạm biệt.